Rồi. Tại sao nhỉ? Lúc thì có, lúc không là thế nào nhỉ? Rồi, thế bây giờ tao tàu nhá. Đấy làm sao nó lại không chạy này, nó lại không chạy kêu. Được rồi. À, như tôi nói lại tiếp này. À, cái hội chứng động mạch vành mãn tính ấy, nó là cái hậu quả của quá trình mất cân bằng giữa cung và cầu oxy cơ tim, và nó do cái tưới máu oxy nó không đủ, tưới máu vào cơ tim không đủ, nó gây ra một tình trạng thiếu máu của cơ tim, hoặc là nếu nặng hơn là hoại tử cơ tim. Thế thì cái vấn đề nhu cầu oxy cơ tim khi mà nó cao hơn so với cái cung cấp oxy cơ tim thì lúc đó nó có cái tình trạng là mất cân bằng cung và cầu, và lúc đó nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là thiếu máu cơ tim. Được rồi cháu ạ. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà cái vữa xơ động mạch nó xảy ra ở con người chúng ta ấy, thì ta thấy rằng là khi chúng ta bắt đầu sinh ra thì bắt đầu là nó có những cái quá trình nó có thể hình thành được vữa xơ động mạch rồi. Cho nên ngay trong những cái giai đoạn đầu của cái đời sống của chúng ta, trong những cái tuổi 10 tuổi, 20 tuổi thì bắt đầu nó đã có những cái tế bào bọt, và nó có các tế bào bọt này, nó đã những cái tế đại thực bào nó bắt đầu nó ăn các cái LDL cholesterol và nó tạo thành các cái tế bào bọt. Các tế bào bọt này nó có cái LDL này, và khi mà nó đầy lên nó bắt đầu nó bị vỡ ra thì nó tạo thành các cái vệt mỡ ở trong các cái thành động mạch. Thế các cái vệt mỡ này nó sẽ bị nó cứ lớn dần, thế sau đó nó sẽ xâm nhiễm các cái gọi là các cái tổ chức liên kết, các sợi liên kết vào, thì nó tạo thành là các cái mảng vữa xơ. Các cái mảng vữa xơ này nó gồm có là cái trong này nó có cái vừa vữa vừa xơ ở trong lòng của cái mảng vữa xơ đó, và trên nó là một cái lớp nắp khá là bền vững. Thế nhưng do một quá trình nó bị viêm nhiễm, thế thì thường 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 từ cái thập kỷ thứ ba thứ tư của cơ thể chúng ta đấy, của con người đấy, thì bắt đầu nó sẽ hình thành các cái mảng này. Thế và nếu như nó có một cái chấn thương hay nó có một quá trình viêm nhiễm thì nó làm cho cái lớp nắp của cái mảng vữa xơ này nó bị vỡ ra. Nó vỡ ra thì nó bắt đầu nó làm cho các cái tiểu cầu, hồng cầu nó đến nó bám vào đây, nó tạo thành cục máu đông, và cục máu đông này nó gây nên tắc nghẽn cái động mạch, và nó dẫn đến là có thể là nhồi máu cơ tim. Thì cái mảng vữa xơ này nó thường thường nó cứ to dần lên. Thế nhưng mà nếu như mà nó vỡ ra thì nó sẽ tạo thành cục máu đông nhanh chóng lấp kín này, và lớp kín này nó làm cho thiếu máu ở phía đằng sau một cách là cấp tính, và thiếu máu cấp tính này thì nó thường nó dẫn đến là cái việc là nhồi máu cơ tim. Thì đấy là một cái tình trạng là hội chứng mảnh cấp. Thế còn cái quá trình mà nó gây nó hẹp một phần thì nó có thể dẫn đến là nó bị thiếu máu cơ tim, bị rối loạn cái cung và cầu oxy ở cơ tim. Thế thì chúng ta thấy rằng là nó có thể nó có những cái huyết khối trắng hay huyết khối đỏ ở trong lòng của các cái mạch máu đó. Thế thì cái huyết khối trắng ấy thì thường là nó bị nhẹ hơn, có khối đỏ thường nó nặng hơn một chút, đúng không ạ? Thế thì không phải tự nhiên mà nó bị. Có những người thì chúng ta thấy rằng là 70 80 tuổi rồi cũng không bị thiếu máu cơ tim, không bị hội chứng động mạch vành mãn tính, hội chứng động mạch vành cấp. Thế nhưng mà có những người thì là bị, mà thậm chí là bị từ lúc rất là trẻ. Thế thì nó phải có lý do của nó. Lý do của nó là như vậy, là có các yếu tố nguy cơ để nó dẫn đến được cái hội chứng là cái vữa xơ động mạch, nó dẫn đến là cái hội chứng động mạch vành mãn, hội chứng vành mạch cấp. Thì các yếu tố nguy cơ là cái gì? Thì nó chia làm hai nhóm. Nhóm yếu tố nguy cơ mà có thể tác động thay đổi được, và nhóm yếu tố nguy cơ mà không thể tác động, không thể thay đổi được. Cái nhóm nguy cơ mà tác động thay đổi được đó, ví dụ như là hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ rất là nặng, rồi là chúng ta uống quá nhiều rượu rượu bia, phải không ạ? Thế nếu như rượu bia uống ít ý, thì nó lại làm giảm yếu tố nguy cơ, nhưng mà nếu mà ta uống nhiều thì nó sẽ đến là tăng huyết áp, rồi gây nên là rồi tăng xuất huyết não, tăng vữa xơ động mạch. Thế rồi tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ chính và độc lập. Thế rồi là rối loạn lipid máu là một yếu tố nguy cơ rất nặng, đúng không ạ? Đặc biệt là tăng cholesterol toàn phần và LDL cholesterol. Ngoài ra thì vấn đề giảm HDL cũng là một yếu tố nguy cơ chính và độc lập. Đái tháo đường đấy, cũng là một yếu tố nguy cơ chính rất là quan trọng, và người ta thấy rằng là cứ đái tháo đường thì tương đương với bệnh động mạch vành. Thế rồi các yếu tố viêm, ví dụ như là homocysteine, thế rồi CRP, vân vân, cũng là những yếu tố gọi là yếu tố nguy cơ. Và những yếu tố nguy cơ này chúng ta có thể thay đổi được, bởi vì ví dụ như thuốc lá chúng ta phải có thể bỏ.
uống rượu bia nhiều chúng ta có thể bớt đi, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, các yếu tố viêm thì chúng ta đều có thể là làm thay đổi được, phải không ạ? Chúng ta có thay đổi được bằng cách là chúng ta điều trị, chúng ta sẽ thay đổi được. Thế cho nên là nó gọi là các yếu tố nguy cơ có thể tác động được. Sao nó chạy chém thế này nhỉ? Làm sao nó lại không chạy thế này? Thế còn các yếu tố nguy cơ mà không thể tác động được, ví dụ như là chúng ta nói là tuổi, tuổi cao lên thì chúng ta không thể giảm bớt đi được, giới chúng ta không giảm đi được, thế rồi là hay là bây giờ về chủng tộc chúng ta không thay đổi được, phải không ạ? Tại sao nhỉ? Các bạn chờ tôi tí nhé, làm sao cái máy làm sao này, làm sao nó chậm quá. Cháu cháu nó lại làm sao cái máy làm sao nó không chuyển được slide, các bạn nó slide được mấy cái rồi bây giờ nó không chuyển tiếp được. Giúp tôi chú tí nhé. Các bạn hãy chờ tôi tí nhé, làm sao là nó lại cái máy làm sao nó lại không, mọi hôm chạy rất tốt, hôm nay làm sao nó lại không chạy chứ này. Các bạn chờ tí để tôi sẽ cho thay cái máy khác. Các bạn vẫn nhìn được cái màn hình đấy chứ phải không ạ? Dạ, vẫn nhìn được slide ạ. Có nhìn được slide không? Slide có nhìn được cái hình hả? Dạ, đang là slide cái khối trắng và đỏ. Thế các bạn có nhìn được cái hình của tôi không? Dạ có, nhưng mà thầy bây giờ thầy thử thoát cái màn hình trình chiếu ra coi nó có đỡ lag hơn không thầy? Cái màn hình trình chiếu á? Dạ, ý là bấm thoát nhưng mà vẫn thấy được cái PowerPoint á thầy. Có thấy được PowerPoint không? Dạ có, dạ đang thấy. Vẫn thấy gì? Phân loại lâm sàng. Dạ, đang thấy slide phân loại. Được rồi. Đấy, nhưng mà nó không chuyển được, chứ lại nó lại không chuyển được cái slide, chứ lại lạ thế như này. Dạ thầy thử bấm lên xuống nó chạy không? Tôi đang bấm lên xuống đấy nhưng mà nó bây dạ, giờ bắt đầu bây giờ chạy rồi phải không? Dạ. Tạ nhỉ, tại sao thế nhỉ, nó từ bình thường chạy rất tốt cơ mà. Thế ta nói tiếp nhé. Thế thì các yếu tố nguy cơ mà như tôi nói đây là yếu tố nguy cơ mà có thể tác động được, còn các yếu tố nguy cơ không tác động được, ta nói ví dụ tuổi, thế nếu như tuổi ta tăng lên chúng ta không thể làm sao là giảm được. Rồi là yếu tố gia đình, mình đã được sinh ra trong một cái gia đình như thế nào chúng ta cũng không thay đổi được. Chủng tộc cũng thế thôi, chúng ta là người châu Á thì chúng ta là người châu Á, không thể nói là chúng ta là người da trắng mà không thể nói chúng ta là người da đen được, đúng không? Thế thứ hai nữa là về giới, một tiếp theo là giới. Thì như vậy nam ấy thường là bị các bệnh mạch lý mạch vành sớm hơn là nữ. Đấy, được khoảng 40 tuổi, 45 tuổi đến 50 tuổi là có thể bị được rồi. Và người ta thấy rằng là estrogen nó là một yếu tố bảo vệ cho cái bệnh mạch vành. Cho nên là sau khi mà hết yếu tố estrogen đi, tức là khi mãn kinh đi đấy, thì như vậy là người ta lại thấy rằng là cái bệnh lý mạch vành nó lại tăng lên, mà thậm chí là nó còn nhiều hơn là ở những người nam giới.
Thế thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình mà khi mà đã có các cái vữa xơ động mạch rồi thì người ta có thể là có cái hội chứng là hội chứng động mạch vành mạch mãn tính ổn định, đúng không ạ? Mãn tính tức là khi mà động mạch vành nó có thể hẹp, thế rồi các yếu tố nó gây nên thiếu máu cơ tim cục bộ. Thế mà do một yếu tố nguy cơ nào đó, ví dụ như là bị co thắt động mạch vành, ví dụ như là bị một cái yếu tố viêm nó làm cho tạo thành cục máu đông, thì nó trở thành cái hội chứng vành cấp, rồi nó nứt loét các mảng vữa xơ ra, nó gây nên xuất huyết, nó gây nên thành tạo thành các cục máu đông, phải không ạ? Thì lúc đó nó sẽ kết hợp rất nhiều yếu tố với nhau để nó tạo thành là hội chứng động mạch vành cấp. Thế hội chứng động mạch cấp này sau khi mà chúng ta điều trị tích cực nó ổn định thì nó lại quay trở lại hội chứng động mạch vành mãn tính. Thế cho nên là hội chứng động mạch vành cấp, hội chứng động mạch mãn nó cứ thay đổi nhau để nó tạo thành một cái vòng. Thế mà nếu như bệnh nhân mà cứ nặng dần thì sẽ dẫn đến những cái loạn nhịp, dẫn đến những cái suy tim và bệnh nhân nó sẽ nặng lên. Thế còn nếu như mà nó chúng ta điều trị tốt thì lại trở về hội chứng động mạch vành mãn tính. Thế thì cái hậu quả của hội chứng động mạch vành mãn tính là cái gì? Thế người ta thấy rằng là khi đã có cái thiếu máu cơ tim cục bộ, mất cân bằng về cung cầu oxy thì nó sẽ dẫn đến là nó có những hậu quả của nó. Tất nhiên cái hậu quả này nó tùy theo cái mức độ thiếu máu cơ tim này nó nhiều hay ít, nó nặng hay nhẹ, nó cái vùng thiếu máu cơ tim nó rộng hay hẹp. Đấy, rồi cái thời gian bị thiếu máu nó dài hay ngắn. Thế rồi cái kiểu khởi phát nó đột ngột hay không đột ngột, và nó cái thời gian nó cái tần số tái phát nó nhiều hay ít mà nó có biểu hiện khác nhau, đúng không ạ? Thế nếu như mà bị nặng, bị nhiều, diện rất rộng, thế rồi là bị nhiều lần thì nó sẽ dẫn đến là bệnh nhân thường thường giảm co bóp cơ tim, thế mà dẫn đến là bị thiếu máu cơ, gọi là bị suy tim. Thế rồi nó có thể dẫn đến những cái rối loạn nhịp tim một cách nguy hiểm, ví dụ nó có thể ngoại tâm thu rồi nhanh thất, rung thất, nhất là ở những cái vị trí mà nó động mạch vành lớn, đúng không ạ? Thì nó bị những cái rối loạn nhịp nguy hiểm, có thể đột tử ngay. Thế rồi là nó có thể dẫn đến hiện tượng preconditioning, tức là hiện tượng mà có được chuẩn bị trước, tức là chúng ta thấy rằng là nó cái quả tim mà cứ bị thiếu máu đi thiếu máu lại thì nó sẽ làm cho quả tim nó bị quen với cái tình trạng này đi, và khi bị thiếu máu thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó có một cái phản ứng để mà ít bị nguy hiểm hơn là chưa được chuẩn bị bao giờ. Cho nên là người ta mới làm một cái thí nghiệm, người ta thấy là thắt động mạch vành lại xong một tí xong thả ra, thắt động mạch vành lại xong thả ra. Thế thì ở trên động vật đấy thì sau đó mình thắt hẳn lại thì cái khối lượng cơ tim bị tổn thương rồi cái mức độ mà tổn thương nó ít hơn là cái người mà chưa bao giờ được làm cái động tác thắt mở như vậy. Cho nên là cái hiện tượng preconditioning này nó cũng sẽ làm cho là cái quả tim nó được thích ứng với cái điều kiện thiếu máu. Ngoài ra nó có thể là hiện tượng cơ tim bị choáng váng, rồi cơ tim bị ngủ đông, thế và nặng hơn nữa là có thể bị nhồi máu cơ tim, tức là có hoại tử ở cơ tim. Thế thì biểu hiện lâm sàng của cái người bị thiếu máu cơ tim là cái gì? Biểu hiện cơ tàng máu cơ tim thì nó có thể là biểu hiện đau ngực. Đấy, đau ngực. Thế rồi có thể là bị rối loạn nhịp tim. Thế rồi nó bắt đầu nó biểu hiện là suy chức năng co bóp của tim, tức là có biểu hiện của suy tim. Phải không ạ? Thế thì tùy từng trường hợp mà nó có biểu hiện khác nhau. Thế thì trong các cái thể lâm sàng của chứng động mạch vành mãn tính này thì người ta có thể, trước đây người ta có thể người ta phân loại ra, nó gọi là cơn đau thắt ngực ổn định. Cơn đau thắt ngực ổn định là thế nào? Là bình thường nó không đau, nó không thiếu máu. Đến khi chúng ta vận động, gắng sức nhiều, thì lúc đấy nó mới có biểu hiện của thiếu máu. Thế rồi nó có thể là cơn đau thắt ngực kiểu Prinzmetan, tức là nó bị co thắt động mạch vành. Thế rồi có thể là có một cái biểu hiện là thiếu máu cơ tim thể yên lặng, tức là có thiếu máu cơ tim, nhưng nó không có biểu hiện đau ngực. Đấy là thường thường hay ở những cái người mà tuổi cao, ở những cái người mà có đái tháo đường, thì có thiếu máu cơ tim mà không có biểu hiện của đau thắt ngực. Thế rồi nó có thể là nó lại là bệnh cơ tim nó thiếu máu cục bộ, tức là thiếu máu cục bộ lâu nó dẫn đến là tình trạng là bị suy tim rồi, thì lúc đấy nó gọi là bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ. Ngoài ra thì là có thể là có những cái tổn thương, ví dụ như là thiếu máu cơ tim lâu nó có thể gây ra hở van hai lá do thiếu máu cơ tim cục bộ. Thế còn nếu như hội chứng động mạch vành cấp thì chúng ta không nói ở đây, thế nhưng mà khi mà hội chứng động mạch vành mạn mà nó có cái lý do nó dẫn hội chứng mạch cấp thì chúng ta có nhồi máu cơ tim có ST trình lên, rồi nhồi máu cơ tim không ST trình lên, thế rồi có cơn đau thắt ngực không ổn định. Thế thì triệu chứng đau ngực, đau thắt ngực là một cái triệu chứng rất là thường gặp ở bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ cũng như là hội chứng động mạch vành mạn tính. Thế thì
cái đặc điểm của cái thiếu máu cơ tim của cái cơn đau thắt ngực nó như thế nào. Là cơn đau thắt ngực điển hình, cơn đau thắt ngực điển hình ấy, thì nó có biểu hiện của nó là cái vị trí nó thường đau ở vùng sau xương ức hoặc ở ngực trái. Đau có thể nó lan lên cổ, đau lên lan lên hàm, rồi đau lên vai trái, rồi đau đến mặt trong của cánh tay, rồi cẳng tay trái, rồi sang các ngón tay, bốn ngón tay năm. Đấy. Thứ hai là tính chất đau của nó thì nó như vậy, nó cảm giác như là bị bóp chặt quả tim lại, thắt nghẹt lại, đè nặng trước ngực. Đấy, và cường độ của nó thì nó có thể là nó tùy mức độ mà nó có đau, nhưng thường thường nó đau vừa phải, bệnh nhân có thể chịu đựng được. Nhưng mà nếu mà đi lại vận động nó đau tăng lên, cho đến lúc đó là bệnh nhân phải ngừng vận động ngay, ngừng vận động ngay thì nó đỡ đau đi. Đấy. Thế và người ta thấy rằng là khi chúng ta giảm vận động hoặc chúng ta cho bệnh nhân ngậm nitroglycerin là một cái chất làm giãn động mạch vành thì bệnh nhân đỡ đau ngực. Đấy là một cái đặc điểm một cái đau thắt ngực điển hình, đúng không ạ? Thế và người ta khi kèm theo đau ngực đó, người ta có thể kèm theo buồn nôn, khó thở, hồi hộp trong ngực, là vì nó lúc ấy nó có thể nó làm cho bệnh nhân là có thể là nó có suy tim cấp tính, có thể làm cho nhịp tim nó nhanh lên, có thể có những ngoại tâm thu, có thể có rối loạn nhịp, nó làm cho có những tình trạng như thế này. Thì đấy là những biểu hiện nó gọi đau thắt ngực điển hình. Thế thì về cái hướng lan ấy, thì cái đau ngực nó có cái hướng lan của nó, ví dụ nó lan ra cánh tay, rồi lan bên trái nhiều hơn, thế rồi là có thể lan lên cổ, rồi lên xuống dưới hàm, đúng không ạ? Thế rồi là cái thời gian đau ấy thường là một cơn đau gọi là đau thắt ngực điển hình, nó đau chỉ có vài phút thôi, 5 đến 10 phút chứ không lâu lắm. Còn nếu nó đau ngực mà lại kéo dài trên 20 phút, thế rồi nó lại không giảm đau dưới tác dụng khi mà nghỉ ngơi và xịt nitroglycerin, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ rằng có khả năng là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim rồi. Thế thì đau ngực nó thường xảy ra mà khi bệnh nhân mà gắng sức, thế rồi bệnh nhân có những cái xúc cảm mạnh, thế rồi có thể do gặp lạnh hoặc là sau cái bữa ăn nhiều quá, thì nó có thể là những cái hoàn cảnh để khởi phát cái cơn đau. Và cái cơn đau này như tôi nói ở lúc nãy là nó giảm đi khi mình giảm ngưng gắng sức hoặc là khi ngậm một viên nitroglycerin dưới lưỡi thì nó đem nó giãn động mạch vành ra thì nó đỡ. Và như vậy là cái cơn đau này thì người ta thấy rằng là người ta chia ra làm ba nhóm. Thứ nhất là có thể là đau cơn đau thắt ngực điển hình, nó gồm có ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là cơn đau ở vùng sau xương ức với tính chất và cái thời gian điển hình. Thứ hai là xuất hiện khi gắng sức hoặc xúc cảm nhiều. Và thứ ba là nó giảm đau khi nghỉ ngơi hoặc dùng nitroglycerin. Thì nếu nó có đủ ba đặc điểm này thì gọi là một cái cơn đau thắt ngực điển hình. Thế còn nếu như mà bệnh nhân chỉ có hai trong ba đặc điểm trên thì gọi là đau thắt ngực không điển hình. Thế còn nếu như mà bệnh nhân mà chỉ có một hoặc không có đặc điểm nào trong ba cái đặc điểm ở trên thì người ta gọi là đau thắt ngực không đặc hiệu, có thể đấy không phải là do đau thắt ngực của thiếu máu cơ tim của bộ. Thế về phân loại mức độ đau thắt ngực thì Hội Tim Mạch Canada người ta có phân ra làm 4 độ. Độ 1 là những hoạt động thể lực bình thường thì không gây nên đau thắt ngực. Đau thắt ngực nó chỉ xảy ra khi bệnh nhân hoạt động thể lực rất là mạnh. Đấy, phải nói là gắng sức mạnh, phải không ạ? Chơi những thể dục thể thao mạnh thì bắt đầu nó mới có đau ngực. Còn độ 2 là hạn chế nhẹ cái hoạt động thể lực bình thường và đau thắt ngực khi mà người ta leo cao trên một tầng lầu bằng cái cầu thang bộ hoặc là đi bộ khoảng cách dài hơn 2 dãy nhà, tức là phải gắng sức nhưng mà gắng sức tương đối một chút, phải không ạ? Thì nó bắt đầu bệnh nhân đau ngực. Còn đau thắt ngực độ 3 là hạn chế đáng kể hoạt động thể lực thông thường, đau thắt ngực khi đi bộ khoảng cách từ 1-2 dãy nhà thôi hoặc leo cao một tầng lầu đã bắt đầu là đau ngực rồi. Còn đau ngực độ 4 là các cái thể hoạt động thể lực nó đều gây đau thắt ngực và gần như là đau thắt ngực thường xuyên, phải không ạ? Nhiều lần trong ngày, cho nên là khi gắng sức nhẹ đau ngực rồi thì như vậy là ta thấy độ càng cao thì như vậy là mức độ đau thắt ngực càng nhiều. Thế thì khi mà bệnh nhân có đau thắt ngực như vậy thì chúng ta có thể là nghi ngờ bệnh nhân là có thiếu đau máu cơ tim cục bộ, phải không ạ? Là cơn hội chứng động mạch vành mãn tính. Thì lúc đó chúng ta khám chúng ta thấy là thực thể thì là có thể là chúng ta khám thực thể chúng ta không thấy cái gì bất thường cả, chỉ có cơn đau nó có thôi, còn ngoài cơn đau nó bình thường hết. Thế nhưng cũng có thể là trong cơn đau thì chúng ta nghe được cái tiếng tim bất thường, phải không ạ? Tiếng T3, tiếng T4, rồi có thể có tiếng thổi âm thâm thu ở mỏm, phải không ạ? Cũng có thể có các ran ở phổi do nó có lúc nó có suy tim. Đấy. Thế khám lâm sàng thì có thể giúp cho chúng ta biết được các yếu tố nguy cơ tim mạch mà chúng ta đã nói ở trên, phải không ạ? Thế và chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân đau ngực khác. Ví dụ như là có thể là chúng ta nghĩ đến là có thể đau ngực do tràn khí bằng phổi, đau ngực do những yếu tố tiếng tôi sẽ nói đằng sau, ví dụ như là do viêm gọi là viêm màng ngoài tim,
rồi do đau ngực, do zona, vân vân. Thế và trên lâm sàng chúng ta có thể thấy được là có các cái mảng, mảng gọi là mảng xăng tôm, tức là những u vàng ở trên mặt, đặc biệt ở trên mắt, thế rồi ở những cái chỗ khuỷu tay, đúng không ạ? Đây là những biểu hiện mà khi người ta có rối loạn lipid máu thể nặng ấy, nhất là rối loạn lipid máu gia đình, thì người ta thường có những cái miếng gọi những cái mảng xăng tôm này, gọi là những u vàng trên cơ thể. Thế và trong quá trình khám thực thể thì chúng ta có thể thấy được các yếu tố nguy cơ của cái bệnh mạch vành. Ví dụ chúng ta có thể đo được huyết áp, thấy huyết áp tăng. Chúng ta có thể thấy được là bệnh nhân có đái tháo đường, có thể thấy được là bệnh nhân hỏi chúng ta biết là bệnh nhân có hút thuốc lá hay không, rồi có rối loạn lipid máu hay không, rồi có béo phì không, có ít vận động thể lực hay không. Thế rồi cái tuổi bệnh nhân là đã cao chưa? Nói chung là tuổi thường thường là nam trên 45, nữ trên 55 thì bắt đầu thường hay có bệnh mạch vành. Chứ còn ở những người trẻ tuổi như các bạn chẳng hạn thì rất khả năng bệnh mạch vành rất thấp. Thế rồi là nam giới thì hay bị hơn và nữ giới thì sau khi tuổi mãn kinh thì hay bị. Thế và về tiền sử gia đình thì là cái người mà gia đình mà có người mắc bệnh mạch vành sớm, ví dụ nam dưới 55 tuổi đã bị rồi, nữ dưới 65 tuổi đã bị thì nó gọi là tiền sử gia đình có người mắc bệnh mạch vành sớm. Đây là các cái thẻ lâm sàng ta đã nói ở trên. Thế thì khi mà bệnh nhân đến khám vì đau ngực hoặc vì khó thở, bây giờ nó thêm cái gì khó thở nữa, thì mà chúng ta lại nghi ngờ hội chứng động mạch vành mãn tính thì chúng ta phải hỏi bệnh sử, rồi chúng ta phải khám thực thể, phải không ạ? Rồi chúng ta phải lượng giá cái yếu tố nguy cơ, xem cái khả năng có hội chứng động mạch vành mãn này có cao hay không, thì nó có thể là khả năng bị hội chứng động mạch vành mãn thấp, trung bình hoặc cao. Thế thì theo cái tài liệu của Hội Tim mạch Hoa Kỳ, đúng không ạ? À, vào những cái năm là khoảng những năm 1999 năm 2000 thì người ta có đưa ra cái phân loại cơn đau thắt ngực, như tôi nói ở trên là đau thắt ngực điển hình hay không điển hình hoặc không do tim, đúng không ạ? Thế và người ta mới xem trên một cái bảng, người ta nhìn xem là cái khả năng bị hẹp động mạch vành, bị bệnh động mạch vành là do đây là hẹp động mạch vành đấy. Người ta dựa vào ba cái thôi, một là triệu chứng cơn năng đau ngực. Thứ hai là dựa vào tuổi và thứ ba dựa vào giới tính để người ta xem là cái khả năng bị hẹp động mạch vành là bao nhiêu. Thế mà gần đây, tí tôi sẽ có cái bài phía sau tôi sẽ nói, thì gần đây thì người ta thấy rằng là người ta dựa thêm một yếu tố nữa là khó thở. Thế thì người ta thấy rằng là nếu như ở cái tuổi 30 mà đau ngực điển hình, phải không ạ? Thì nam giới thì như vậy khả năng là 76% là có thể có hẹp động mạch vành. Nữ thì 26% thôi. Nhưng nếu mà từ 60 tuổi trở lên, phải không? Thì nếu mà nam mà đau thắt ngực điển hình thì có khả năng lên 94% là hẹp động mạch vành và nữ thì 86%. Thế thì gần đây thì cái bảng, tí tôi sẽ nói cái bảng ở phía sau, thì nó người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà bị hẹp động mạch vành thực chất nó không được nhiều như thế này đâu, mà nó chỉ có khoảng 50% số bệnh nhân bị đau ngực thôi hoặc khó thở thôi. Tí tôi sẽ nói ở sau. Thế thì ở một bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ là đau ngực như vậy thì chúng ta phải phân biệt với các nguyên nhân đau ngực khác. Ví dụ như là bóc tách động mạch chủ. Không phải do hẹp động mạch chủ, không phải hẹp động mạch vành, mà đây là bóc tách động mạch chủ nó gây nên đau ngực. Thế rồi co thắt động mạch vành. Thế rồi viêm màng ngoài tim. Thế rồi bệnh lý van tim, ví dụ hẹp van động mạch chủ, hở van động mạch chủ nhiều, nó cũng gây nên là cái hiện tượng là nuôi dưỡng động mạch vành kém đi, mà nó cũng có biểu hiện là đau ngực. Thế rồi là có những nguyên nhân không phải do tim nó đau ngực. Ví dụ như là thiếu máu thông thường nó cũng đau ngực, mà mạch vành thì bình thường, phải không ạ? Thế nó cũng gây thiếu máu cơ tim. Thế rồi có thể có tràn khí màng phổi, rồi thuyên tắc phổi, rồi viêm phổi màng phổi, rồi tăng áp lực động mạch phổi, rồi trào ngược dạ dày thực quản, nó gây nên ở cái vùng đau ở vùng thực vị và cái vùng mà vùng giống như vùng sau dưới ấy, của tim ấy. Rồi lét dạ dày tá tràng. Thế rồi là rối loạn lo âu nó gây đau ngực. Thế rồi viêm sụn sườn, rồi là viêm thần kinh liên sườn, vân vân. Rất nhiều yếu tố có thể gây đau ngực, cho nên là chúng ta khám chúng ta phải tinh tế, phải phát hiện xem là có đúng là đau ngực hay không, hay là do nguyên nhân khác. Thế thì một cái quá trình mà chúng ta đến một bệnh nhân là đau ngực, đến khám đau ngực thì chúng ta thường thường thế này là bệnh nhân đến khám, đúng không ạ? Thì chúng ta phải khám lâm sàng, chúng ta phải hỏi bệnh, chúng ta phải khám thực thể, rồi chúng ta phải làm điện tim, chúng ta phải làm sinh hóa, làm huyết học. Thế nếu như mà chúng ta thấy rằng là nghĩ đến một cái cơn đau thắt ngực không ổn định đấy, thì đây là một hội chứng mạch cấp, thì chúng ta phải đưa vào một đơn vị chăm sóc hội chứng mạch cấp và để chẩn đoán và điều trị. Thế còn nếu mà chúng ta thấy rằng là nghi ngờ cái bệnh lý không phải do đau ngực mà là bệnh lý của bệnh phổi, thì chúng ta phải chụp X quang
phải không nào, để chúng ta xác định. Hoặc là chúng ta nghĩ này là nghi ngờ là do suy tim, tiền sử đã có nhồi máu cơ tim rồi, điện tim bất thường, lâm sàng bất thường, rồi có đau thắt ngực, rồi là có tăng huyết áp vân vân, thì lúc đó chúng ta phải đi làm thêm siêu âm tim, rồi chúng ta phải làm thêm các cái khảo sát, ví dụ như cộng hưởng từ, thế rồi các cái xét nghiệm khác để xem là các cái bất thường về cấu trúc và chức năng của tim ra sao. Thế rồi chúng ta đánh giá tiên lượng, đúng không ạ? Thế rồi là sau khi khám lâm sàng bệnh sử này thì chúng ta sẽ khảo sát các yếu tố về thiếu máu cơ tim cục bộ. Ví dụ như chúng ta làm là nghi ngờ trên điện tim có thiếu máu rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta làm xem điện tim gắng sức, rồi chúng ta làm thêm các cái chẩn đoán hình ảnh mà có gắng sức, ví dụ như là siêu âm gắng sức, ví dụ như là xạ hình gắng sức, đúng không ạ? Để chúng ta xem bệnh nhân này có thiếu máu cơ tim cục bộ hay không. Thế rồi nếu như mà bệnh nhân không có triệu chứng thiếu máu cơ tim cục bộ, đúng không ạ? Thì lúc đấy chúng ta phải chấn an bệnh nhân, chúng ta gửi bệnh nhân đi để khám ở các cái chuyên khoa khác để xem chẩn đoán xem bệnh nhân này bị các cái bệnh gì. Thế còn nếu như mà bệnh nhân này chúng ta nghĩ đến bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mà đã chẩn đoán đã chắc chắn rồi, thì chúng ta phải có đánh giá xem là cái chức năng thất trái ra sao và chúng ta xác định cái phương hướng điều trị như thế nào. Thế nếu như chúng ta đến mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân mà có các cái yếu tố nguy cơ, thì chúng ta phải xem là nguy cơ bệnh nhân này là nó là nguy cơ thấp hay nguy cơ trung bình hay là nguy cơ cao. Thế nguy cơ tử vong thấp ý, là nguy cơ tử vong tim mạch dưới là 1% trong một năm, thì lúc đấy chúng ta sẽ điều trị bằng nội khoa. Thế mà nếu mà chúng ta thấy đánh giá điều trị nội khoa mà tốt thì cứ điều trị nội khoa, chúng ta điều trị tiếp tục. Thế còn nếu như điều trị nội khoa mà chúng ta thấy là không kiểm soát được các triệu chứng, thì lúc đó người ta sẽ chụp động mạch vành để chúng ta để mà có cái xử lý mà tốt hơn. Đấy. Thế rồi là nếu nguy cơ trung bình là khi mà tử vong từ 1-2%, và nếu nguy cơ cao là tử vong trên 2%, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ điều trị nội khoa tối ưu trước. Và chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta triệu chứng mà kiểm soát tốt thì chúng ta điều trị nội khoa, mà chưa tốt thì chúng ta sẽ đi cho chụp động mạch vành để chúng ta có thể can thiệp, đúng không ạ? Thế nếu như mà giải phẫu động mạch vành đó chúng ta chụp lên mà nó có nguy cơ cao như vậy, mà có cái biểu hiện mà chúng ta cần là phải can thiệp động mạch vành, thì chúng ta sẽ tái thông động mạch vành bằng đặt stent hoặc là bắt cầu động mạch vành, đúng không ạ? Để chúng ta sau khi làm xong thì chúng ta lại quay trở lại để điều trị bằng nội khoa. Thì đây, ta sẽ nói rằng là một cái trường hợp mà có cái triệu chứng cơ năng và thực thể trên lâm sàng nghĩ đến bệnh động mạch vành, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy, chúng ta hỏi tiền sử về bản thân và gia đình, nó có yếu tố nguy cơ gì không? Thế rồi là chúng ta xác định cái yếu tố nguy cơ. Sau đó là chúng ta thấy nghi ngờ, thì chúng ta sẽ cho làm điện tim lúc nghỉ, x-quang ngực, rồi làm siêu âm tim lúc nghỉ, xét nghiệm các yếu tố. Rồi như là, ví dụ như là mỡ máu, đường máu, rồi các yếu tố viêm. Và chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta thấy đã rõ rồi thì chúng ta hội chẩn, còn nếu chúng ta thấy chưa rõ thì chúng ta sẽ cho làm siêu âm gắng sức, điện tim gắng sức, đúng không ạ? Xạ hình cơ tim, và có thể gần đây là người ta hay chụp MSCT động mạch vành để xem cái vôi hóa và cái hẹp động mạch vành như thế nào. Thế rồi chúng ta sẽ điều trị nội khoa, và nếu cần chúng ta sẽ chụp động mạch vành để có thể là điều trị can thiệp. Đây là các cái biện pháp mà gắng sức, đúng không ạ? Để mà chẩn đoán, tôi thấy là điện tim gắng sức, thế rồi là chụp xạ hình gắng sức, thế rồi là xạ hình gắng sức với adenosin, thế rồi chúng ta siêu âm gắng sức với, phải không ạ, siêu âm gắng sức bằng gắng sức bình thường hoặc siêu âm gắng sức với thuốc dobutamine, thì ta thấy rằng cái độ nhạy, độ đặc hiệu của nó cũng là tương đương nhau. Nói chung là chúng ta thấy là cái độ nhạy, độ đặc hiệu của các biện pháp gắng sức là nó gần tương đương. Tuy nhiên gần đây thì người ta thấy rằng là các cái biện pháp này người ta cũng, nhất là điện tim gắng sức, người ta ít dùng hơn so với trước. Còn cái siêu âm gắng sức thì nó, và cũng như là cái xạ hình gắng sức thì nó có cái giá trị, nó đánh giá được cái sống còn của cơ tim, cho nên người ta còn dùng khá nhiều. Thế thì người ta thấy rằng là khi mà đã có các cái biểu hiện của đau thắt ngực và nghĩ đến bệnh mạch vành thì người ta cần phải làm các cái xét nghiệm. Thì đây là các cái quy định, là các cái xét nghiệm cần phải làm, đúng không ạ? Chúng ta thấy là loại 1 là chúng ta phải làm mỡ máu. Đấy, mỡ máu, rồi chúng ta phải làm đường máu, rồi chúng ta phải làm huyết đồ xem có thiếu máu hay không. Chúng ta biết là mỡ máu với đường máu nó là rối loạn lipid máu và tiểu đường, nó là yếu tố nguy cơ, đúng không ạ?
Thế rồi chúng ta làm creatinine để xem chức năng thận. Vì chức năng thận nếu mà kém thì cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng của thiếu máu cơ tim cục bộ. Thế ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là trên tùy tình huống thì ta có thể, nếu mà nghi ngờ hội chứng động mạch vành cấp thì người ta phải làm men tim để xem bệnh nhân có bị hoại tử cơ tim hay không. Thế và nếu như chức năng tuyến giáp mà nó chúng ta nghi ngờ có bệnh lý tuyến giáp thì ta phải làm, bởi vì bệnh nhân suy giáp cũng hay có vữa sơ động mạch, hoặc bệnh nhân cường giáp thì cũng có thể là dẫn đến là bệnh nhân bị biểu hiện của cái cường giáp thì nó có thể nó làm cho thiếu máu cơ tim nặng lên. Thế cho nên là chúng ta vẫn phải làm chức năng tuyến giáp nếu chúng ta nghi ngờ có bệnh lý tuyến giáp. Đối với loại 2A ấy, thì người ta có thể là tức là nếu như bệnh nhân mà có đã thiếu máu cơ tim cục bộ thì người ta nên làm cái nghiệm pháp dung nạp glucosa qua đường uống, tức gọi là OGTT đấy, oral glucose tolerance test. Tại sao như vậy? Là vì để chúng ta xem bệnh nhân này có tiểu đường hay có tiền tiểu đường hay không. Thế rồi là chúng ta có thể là phải làm thêm các cái xét nghiệm yếu tố viêm là HSCRP. Thế rồi các yếu tố mỡ máu khác, ví dụ lipoprotein A, ApoA, ApoB là những cái chất mà chúng ta bình thường chúng ta chỉ làm có bốn cái là cholesterol toàn phần, triglyceride, HDL và LDL cholesterol. Nhưng mà đúng ra chúng ta phải làm cả lipoprotein, rồi ApoB, ApoA, vân vân. Rồi homocysteine là một yếu tố viêm cùng với HSCRP. Thế rồi chúng ta phải làm HbA1c để chúng ta chẩn đoán tiểu đường. Và đối với những bệnh nhân mà nghi ngờ thì chúng ta phải làm xem có suy tim hay không bằng cái xét nghiệm NT-proBNP. Thế thì các cái xét nghiệm về gắng sức để chẩn đoán đau ngực thì người ta thấy rằng là cái loại 1 là bệnh nhân có các triệu chứng đau ngực kèm theo khả năng bị bệnh động mạch vành mức trung bình đến cao mà dựa theo tuổi, giới tính và triệu chứng, đúng không ạ? Thì lúc đó người ta nghi ngờ, đúng không ạ? Thì người ta làm gắng sức, đúng không ạ? Thế còn ở cái loại 2B này thì bệnh nhân mà đã có ST chênh xuống trên hoặc bằng 1 mm trên điện tâm đồ lúc nghỉ, hay là bệnh nhân đang uống digoxin thì người ta có thể làm nhờ là, nhưng mà chỉ là 2B thôi. Bệnh nhân có khả năng mắc bệnh vành vành thấp đấy, dựa theo tuổi, giới tính và triệu chứng thì lúc đó là tức là cái nguy cơ bệnh vành vành dưới 10% thì người ta cũng có thể làm gắng sức. Thế thì trong cái quá trình làm gắng sức thì người ta lúc nào người ta phải ngưng thì cái này nó hơi chuyên khoa, thì các bạn sẽ tự tham khảo lấy. Thì chúng tôi thấy rằng là lúc nào chúng ta làm chuyên khoa tim mạch chúng ta sẽ học, thì chúng ta có thể trong cái bộ slide nó có rồi, thì các bạn sẽ có thể tham khảo trong bộ slide này là khi nào đang làm gắng sức ta phải ngưng làm gắng sức. Thế còn đây là các khuyến cáo để làm các cái gắng sức bằng hình ảnh, đúng không? Ví dụ như là siêu âm gắng sức hoặc xạ hình gắng sức, đúng không? Để khảo sát đau thắt ngực thì người ta thấy rằng ở những bệnh nhân mà có điện tim bất thường lúc nghỉ, có block nhánh trái, có ST nó chênh xuống trên 1 mm, hoặc là nhịp máy, hoặc hội chứng von Buxenhoi, thì như vậy là người ta có chứng cứ là 1B để mà làm các cái trắc nghiệm gắng sức bằng hình ảnh. Hoặc là bệnh nhân có điện tim gắng sức không kết luận được chẩn đoán một cách còn nghi ngờ, thì lúc đấy điện tim gắng sức không chẩn đoán được thì lúc đó người ta làm các cái xạ hình tim gắng sức hoặc là siêu âm gắng sức để mà chẩn đoán. Cũng tương tự như vậy là người ta thấy rằng là các cái trắc nghiệm gắng sức bằng hình ảnh, ví dụ loại 2A là người ta thấy có bệnh nhân đã từng can thiệp mạch vành hoặc đã qua cầu được mạch vành thì người ta cũng hay làm lại để xem nó có cái tình trạng thiếu máu nó còn hay không, phải không ạ? Cũng có thể là người ta làm siêu âm gắng sức hoặc xạ hình gắng sức để thay thế cho cái siêu âm, cho cái điện tim gắng sức, phải không ạ? Và đặc biệt là ở những người mà điện tim gắng sức mà có mức độ nhạy cảm nó bị thấp, và nhất là ở nữ mà không kèm theo đau ngực thì như vậy là đau không đặc hiệu, thì như vậy là chúng ta sẽ làm siêu âm xạ hình ở cơ tim để xem cái vận động, cái tưới máu cơ tim nó như thế nào. Thế ngoài ra thì để định lượng định cái mức độ nặng của khi tổn thương ở trên động mạch vành ấy, khi động mạch vành nó có biểu hiện của hẹp, thế nhưng mà thực chất nó có thiếu máu cơ tim hay không, bởi vì nó hẹp nhưng mà nó còn có thể nuôi dưỡng bằng cái hệ thống tuần hoàn bằng hệ. Thế cho nên là chúng ta thử xem rằng nó có cái thực chất nó có thiếu máu cơ tim nhiều hay không, thì người ta dùng siêu âm gắng sức và xạ hình cơ tim để người ta đánh giá. Thế rồi là người ta dùng cái vùng tìm cái vùng thiếu máu cơ tim mà dự trù tái tế bào đấy nó còn sống hay không. Đấy, nó còn sống thì người ta mới chụp được mạch vành, người ta mới nong được mạch vành. Chứ còn nó chết rồi thì người ta không nong được mạch vành, không chụp được mạch vành nữa, không bắt cầu nữa, đúng không ạ? Thế cho nên là cái xạ hình cơ tim, cái siêu âm cơ tim nó có gắng sức đấy,
nó có thể biết được cái sống còn của tim. Thế rồi là người ta có thể là nghe tim thấy bất thường mà nghi có bệnh van tim hoặc bệnh cơ tim phì đại. Thế rồi là những trường hợp có trường hợp nghi ngờ có suy tim hoặc đã có từng tiền sử nhồi máu cơ tim, rồi có block nhĩ trái, có song quy hoặc biến đổi điện bệnh lý trên điện tâm đồ, thì người ta cũng có thể người ta làm siêu âm tim để người ta đánh giá xem là có cái bệnh lý gì, đúng không ạ? Đây là siêu âm tim thông thường chứ không phải siêu âm gắng sức, đúng không ạ? Cho nên tất cả những bệnh nhân có bệnh tim chúng ta phải xác định luôn bằng siêu âm tim xem nó có bệnh lý gì nó gây nên cái trạng thái hay không, hay là do thiếu máu cơ tim cục bộ. Thế còn cái Holter nhịp tim, tức là người ta đo điện tim di động 24 giờ đấy, cho đeo vào để chúng ta xem đấy, thì người ta đánh giá chủ yếu ấy là bệnh nhân mà nghi có rối loạn nhịp tim, bởi vì Holter nhịp tim ta biết được cái rối loạn nhịp tim nó như thế nào trong suốt cả một ngày, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nghi ngờ là đau thắt lực do co thắt lực mạch vành, hội chứng Prinzmetal, thì người ta cho đo cái Holter nhịp tim. Thế còn cái chụp MSCT động mạch vành, tức là chụp đa dãy cắt lớp đấy, máy tính đấy, để chúng ta xem cái vôi hóa động mạch vành và cái hẹp động mạch vành, thì bây giờ người ta làm rất là nhiều và người ta thấy rằng là cái bệnh nhân nào mà có bệnh lý và khả năng bệnh lý động mạch vành thấp thôi mà điện tim gắng sức hoặc trắc nghiệm stress hình ảnh không kết luận được, thì lúc đấy người ta cho chụp MSCT động mạch vành. Nhưng gần đây thì cái chỉ định mà chụp MSCT động mạch vành nó tăng lên, bởi vì người ta thấy rằng nó cũng không hại gì mấy, trong khi nó có thể chẩn đoán được cái vữa xơ động mạch vành, vôi hóa động mạch vành, cho nên người ta chụp nó nhiều lên. Thế nhưng mà người ta thấy rằng là cái người mà nguy cơ động mạch vành thấp thì ta chụp MSCT, còn cái người tí tôi sẽ nói ở cái phần sau là người có nguy cơ cao thì người ta sẽ chụp là luồn ống và ta chụp bằng DSA, bởi vì nếu chúng ta chụp MSCT động mạch vành mà thấy có hẹp thì chúng ta chưa can thiệp được, mà chúng ta phải chụp bằng DSA chúng ta thấy có hẹp chúng ta can thiệp được ngay. Cho nên người có nguy cơ cao thì ta chụp bằng DSA, còn người có nguy cơ thấp thì ta mới chụp bằng MSCT động mạch vành. Thế đây là cái khuyến cáo chụp động mạch vành để chẩn đoán đau thắt ngực ổn định, phải không ạ? Người ta thấy là đau thắt ngực ổn định mà nặng khi mà cái biểu hiện đau thắt ngực CCS3 đấy trở lên, phải không ạ? Kèm theo các cái bệnh lý động, cái khả năng bị bệnh động mạch vành cao, đấy như tôi nói ở trên, thì người ta chụp động mạch vành mà có luồn ống vào, phải không ạ? Đấy, hoặc là khi ta điều trị nội khoa mà không kiểm soát được các triệu chứng thì ta luồn ống ta chụp để ta, nếu cần ta can thiệp luôn. Hoặc là bệnh nhân sống sót sau khi đột tử, hoặc bệnh nhân bị loạn nhịp thất nặng thì người ta cũng chụp động mạch vành. Thế rồi bệnh nhân có tiền sử tái lưu thông động mạch vành rồi, đã từng làm đặt stent hoặc là bắc cầu động mạch vành thì mà bây giờ lại xuất hiện cơn đau thắt ngực lại mà nó vẫn mức độ nặng hoặc vừa, thì lúc đó người ta thường là người ta luồn ống để ta chụp động mạch vành để có gì, nếu hẹp người ta can thiệp luôn, vì những người này là những người nguy cơ rất cao mà bị hẹp động mạch vành. Thế rồi là nếu như mà người ta thấy rằng cận lâm sàng xâm nhập, cận lâm sàng mà không chảy máu đấy, không kết luận được đấy, mà trong cái đó là trên bệnh nhân có nguy cơ bệnh động mạch vành là trung bình và cao, thì lúc đó người ta chụp động mạch vành luồn ống vào để người ta xem, đúng không ạ? Hoặc là bệnh nhân nguy cơ tái hẹp động mạch vành sau khi mà can thiệp mạch vành, đúng không ạ? Ở những vị trí quan trọng của động mạch vành thì người ta cũng, khi mà nguy cơ bị tái hẹp cao thì người ta cũng kiểm tra lại xem có hẹp hay không. Thế đây là khi mà bệnh nhân đã có bệnh mạch vành rồi thì người ta sẽ định lượng cái nguy cơ, đúng không ạ, để có cái vấn đề điều trị và tiên lượng bệnh. Thế thì người ta có thể định lượng bằng cái chỉ số thảm lăn. Đấy, chúng ta cái này các bạn có thể tự nghiên cứu lấy, bởi vì là nó là những cái nó hơi chuyên khoa tim mạch, cho nên các bạn có thể tự nghiên cứu. Thế rồi là người ta lượng định cái nguy cơ dựa vào các trắc nghiệm không xâm nhập, đúng không ạ? Người ta cho rằng nếu là nguy cơ cao, tức là tử vong trên 3% trong một năm đấy, thì phân suất tông máu nếu bệnh nhân là dưới 35%, chỉ số thảm lăn nguy cơ cao, thế rồi rối loạn chức năng thất trái nặng khi gắng sức, thế rồi có nhiều cái vùng khiếm khuyết tưới máu khi mà có gắng sức, đúng không ạ? Có nhiều khiếm khuyết tưới máu khi có stress, thế rồi có rối loạn vận động vùng trên siêu âm từ hai vùng trở lên, tức là nó nhiều cái vùng nhiều, nó bị nhiều vùng, đúng không ạ? Ở liều thấp dobutamine thôi đấy. Thế rồi là cái nguy cơ mà bệnh nhân mà có nguy cơ cao này thì chúng ta phải điều trị nội khoa tối ưu tích cực, thế sau đó là chúng ta chụp động mạch vành để chúng ta can thiệp. Thế đây là nguy cơ trung bình thì tử vong từ 1-3%, thì bệnh nhân này có rối loạn chức năng thất trái nhẹ hoặc vừa thôi, phân suất tông máu từ 35-49%, rồi có chỉ số thảm lăn trung bình, rồi khiếm khuyết tưới máu, khi có stress thì không kèm theo giãn thất trái hoặc
không có tăng thu nhận ở phổi, đúng không ạ? Thế rồi là cái số đoạn vận động vùng trên siêu âm thì nó ít hơn, nó từ hai vùng trở xuống, còn kia nó phải trên ba vùng, đúng không ạ? Thì các bệnh nhân này là ta điều trị nội khoa tối ưu là chính. Thế còn khi mà điều trị nội khoa tối ưu mà nó không được thì chúng ta sẽ chụp động mạch vành, thì tùy theo cái triệu chứng cơ năng và cái định lượng lâm sàng mà chúng ta sẽ có chụp khi mà chúng ta điều trị nội khoa không đạt kết quả. Còn nguy cơ thấp là tỷ lệ tử vong dưới 1% trong một năm, đúng không ạ? Thì như vậy chỉ số thảm đoạn nó thấp, khiếm khuyết tưới máu thấp và vận động vùng trên stress echo này nó bình thường, thì với chúng ta điều trị bằng nội khoa. Thế thì khi mà bệnh nhân đã có bệnh mạch vành rồi thì vấn đề chúng ta điều trị như thế nào? Thì vấn đề là chúng ta phải điều trị nội khoa tối ưu. Đấy. Thứ hai là chúng ta có thể là đúng theo chỉ định, chúng ta có thể làm can thiệp động mạch vành để kéo dài đời sống bệnh nhân. Thế rồi là chúng ta có thể là cần tái thông động mạch vành bằng PCI hoặc là bằng bắc cầu động mạch vành. Đấy, thì chúng ta sẽ xem chúng ta làm cái gì. Đấy. Thế thì điều trị tối ưu, nội khoa tối ưu là thế nào? Là chúng ta phải điều trị toàn diện. Chúng ta phải dùng thuốc cải thiện về tiên lượng. Thế thì người ta thấy rằng là điều trị hội chứng động mạch vành mạnh mạn bằng thuốc ấy, và bằng không dùng thuốc, tôi xin lỗi, là chúng ta phải làm cái gì? Là chúng ta phải ăn uống, sinh hoạt, phải giảm mỡ, phải bỏ thuốc lá, uống rượu thì vừa phải thôi, phải tích cực vận động thể lực, phải không ạ? Phải bớt các stress. Đấy, chúng ta không thể không có stress được, thế nhưng mà phải bớt cái stress đi, đừng để stress quá nhiều. Thế rồi chúng ta phải ăn ít muối để giảm cái vấn đề tăng huyết áp, phải giảm được cân nặng đi. Đây là chúng ta thấy người ta nói nhiều về vấn đề ăn uống, phải không ạ? Là chúng ta phải tập thể dục, phải không ạ? Ăn chủ yếu là các cái hạt, đấy, rồi là rau, rồi là hoa quả, thế rồi dầu là dầu ô liu, thế rồi là chúng ta bắt đầu ăn thịt cá ít dần, thế và đặc biệt là thịt, thì như vậy là nếu như cái bạn này như vậy là một tháng chỉ ăn vài lần thịt thôi, chứ không có nhiều, đúng không ạ? Uống rượu thì ít thôi, không được uống nhiều, đúng không ạ? Đây là những cái mà ta gọi là chế độ ăn uống làm sao mà gọi là hợp lý. Thế thì cái thuốc sau khi điều trị các biện pháp không cần dùng thuốc rồi, thì người ta các cái thuốc về điều trị bệnh nhân là đau thắt ngực ổn định hay hội chứng động mạch vành mãn tính này là những thuốc như thế nào? Thì người ta thấy rằng là những cái thuốc mà được gọi là loại 1, tức là bắt buộc phải dùng đấy. Đấy là thứ nhất là chống ngưng kết tiểu cầu aspirin. Đấy. Mà đây tôi nói đây là aspirin nhé. Đấy. Thì nhưng mà bây giờ một số người ở một số các nơi thì cứ dùng là clopidogrel rồi các thứ thuốc khác, thì chúng ta sẽ nói là loại 1 là aspirin là 75 mg một ngày. Và ngoài chúng ta có thể dùng từ 70 cho đến 160 mg là ok, đúng không ạ? Nếu như bệnh nhân không có chống chỉ định. Cái thứ hai là đã có thiếu máu cơ tim cục bộ, đã có hội chứng động mạch vành mãn tính là chúng ta dùng statin, là bệnh nhân này đã dùng statin là có lợi, đúng không ạ? Để đưa cái LDL cholesterol nó về dưới là 70 mg/100. Đấy. Tức là dưới 1.4 mmol/L. Đấy. Thế rồi là các cái thuốc ức chế men chuyển. Ức chế men chuyển là đây cũng là loại 1. Thế nhưng mà ức chế men chuyển là dùng cho những bệnh nhân có bị tăng huyết áp, mà thiếu máu cơ tim, có suy tim, hoặc rối loạn chức năng thất trái, hoặc đã có tiền sử nhồi máu cơ tim, có rối loạn chức năng thất trái, hoặc có đái tháo đường, thì chúng ta sẽ dùng là ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. Ngoài ra thì chẹn beta, thì như vậy là nếu bệnh nhân nào sau nhồi máu cơ tim hoặc có suy tim thì người ta dùng ức chế beta. Cho nên là bốn cái thuốc mà loại 1 mà chúng ta dùng cho bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ, đây là aspirin, statin, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc chẹn beta. Riêng ức chế men chuyển và chẹn thụ thể thì nó có những điều kiện kèm theo. Thế còn nếu như loại 2A là thuốc cái gì? Là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể là cho tất cả các bệnh nhân đau thắt ngực do bệnh động mạch vành là dùng. Còn trên thì nó phải có điều kiện, đúng không ạ? Thế còn nếu như mà chúng ta không dùng được aspirin thì lúc đó người ta mới dùng là clopidogrel, đúng không ạ? Nếu như bệnh nhân là không dung nạp aspirin, chứ không phải là chúng ta dùng clopidogrel ngay từ đầu. Bây giờ có một số bác sĩ, có một số bệnh nhân là cứ đòi dùng clopidogrel, đúng không ạ? Còn loại 2B là khi bệnh nhân mà có tăng triglyceride nhiều, có HDL cholesterol thấp mà kèm theo đái tháo đường và có hội chứng chuyển hóa, thì lúc đó người ta dùng fibrat. Cho nên là người ta thấy rằng là phải ngừng thuốc lá, phải không ạ? Làm sao ta phải ngừng thuốc lá? Phải kiểm soát tốt huyết áp. Thế huyết áp bây giờ thì người ta gọi thế nào là kiểm soát tốt? Thì người ta thấy rằng là
bây giờ tuổi thấp ấy, dưới 65 70 tuổi thì ta đưa xuống huyết áp từ 120 đến 129 trên 70 đến 79. Đấy. Nếu bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. Thế và người ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta có điều kiện mà huyết áp xuống thấp hơn tí nữa mà bệnh nhân dễ chịu thì vẫn tốt. Thế còn nếu bệnh nhân mà tuổi cao thì huyết áp từ 130 đến 139 trên 70 đến 79, đúng không ạ? Và cái huyết áp này là có thể cho xuống thấp nữa nếu như bệnh nhân dễ chịu thì cũng được. Thế và cái khởi đầu để kiểm soát huyết áp ở những người có tăng huyết áp mà có bệnh động mạch vành thì chúng ta thường khởi đầu bằng thuốc chẹn beta và thuốc ức chế men chuyển. Bởi vì thuốc chẹn beta và ức chế men chuyển là hai cái thuốc mà được chỉ định, chúng ta biết ở đây là chỉ định là loại 1, đúng không ạ? Cho bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ. Cho nên nếu có tăng huyết áp thì cái thuốc để mà giảm huyết áp đầu tiên là chúng ta dùng đấy là chẹn beta hoặc cái thuốc mà tác động vào hệ thống renin angiotensin là ức chế men chuyển ở ức chế thụ thể. Thế thì cái kiểm soát lipid máu thì tí tôi sẽ nói nó kỹ hơn. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là LDL cholesterol ở những người đã có bệnh mạch vành thì chúng ta phải dùng statin và LDL cholesterol phải làm sao dưới 1,4 mmol trên lít thì mới là đạt yêu cầu. Thế ngoài ra người ta có thể dùng thêm omega 3 gọi là 3, 2 đến 3 viên trong một ngày. Đây chúng ta biết rồi đây, đây là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2019. Bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch rất cao, ví dụ như bệnh nhân đã có bệnh mạch vành rồi đấy, đã có lâm sàng, có hình ảnh học chẩn đoán là vữa sơ động mạch rồi thì là thuộc nguy cơ rất cao. Thế nên chúng ta nói là có bệnh hội chứng động mạch vành mãn tính là bệnh nhân đã nguy cơ rất cao thì chúng ta phải đưa được LDL cholesterol xuống dưới 1,4 mmol trên lít. Tức là dưới 55 mg phần trăm hoặc là giảm được 50% LDL cholesterol cho bệnh nhân so với ban đầu bệnh nhân có. Nếu chúng ta cũng đạt được cái mức tiêu này thì chúng ta phải giảm được trên 50% số bệnh nhân, số LDL cholesterol mà đầu tiên bệnh nhân có thì mới là đạt yêu cầu. Vì đái tháo đường là một cái yếu tố nguy cơ cho nên chúng ta phải điều trị đái tháo đường thật tốt. Chúng ta phải thay đổi lối sống, đúng không ạ? Tập thể dục, ăn uống hạn chế mỡ, hạn chế đường, hạn chế và như vậy làm sao để bớt béo đi. Và điều trị bằng thuốc làm sao để giữ HbA1c là ở mức độ bình thường. Mức độ bình thường này nó là dưới 7%. Thế còn đối với người cao tuổi thì có thể chúng ta di dịch một tí, đúng không ạ? Và làm sao mà chúng ta phải là các yếu tố nguy cơ chúng ta phải quản lý cho tốt, huyết áp quản lý tốt, mỡ máu kiểm soát cho tốt. Đấy, aspirin như tôi nói lúc rồi là đã có thiếu máu cơ tim cục bộ thì aspirin từ 75 cho đến 160 mg một ngày dùng suốt đời. Đấy, không có nó thì chúng ta mới dùng clopidogrel. Đấy, ngoài ra thì nếu như mà bệnh nhân có cái khả năng mà có dung nhĩ nữa thì chúng ta có thể phải dùng thêm warfarin hoặc các cái thuốc NOAC. Thì vậy cái khả năng mà xuất huyết nó sẽ tăng lên rất nhiều. Còn chẹn beta ở các bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ thì như vậy chúng ta thấy rằng là một là những bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim rồi, bệnh nhân có hội chứng vành cấp, bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái, phải không ạ? Rồi là bệnh nhân có nhịp tim nhanh thì chúng ta thường là dùng chẹn beta. Đây là cái cơ chế tác dụng của các thuốc thôi. Thế thì có một cái việc mà người ta thấy rằng là cũng rất cần phải làm cho những cái người cao tuổi và những cái người mà có bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ. Đấy là những người thiếu máu cơ tim cục bộ rất hay bị viêm phổi. Cho nên người ta thấy rằng là rất nên là tiêm phòng ngừa cúm và phế cầu. Và tất nhiên bây giờ đã có cái dịch COVID ấy, thì nếu như bệnh nhân mà có biểu hiện của thiếu máu cơ tim cục bộ thì rất nên được tiêm phòng COVID. Bởi vì chúng ta nếu chúng ta không tiêm thì bệnh nhân này nó có bệnh nền như vậy thì rất là nguy hiểm và rất dễ chết. Thế còn vấn đề tái lưu thông động mạch vành thì sao? Tái lưu thông động mạch vành ấy thì người ta thấy rằng là có thể chúng ta làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, có thể chúng ta làm can thiệp động mạch vành qua da để mà chúng ta làm giảm cái hẹp động mạch vành đi, đúng không ạ? Thế thì người ta thấy rằng là chúng ta tái lưu thông động mạch vành là nếu chúng ta điều trị nội khoa mà chúng ta không kiểm soát được triệu chứng. Thế rồi các cái trách nghiệm không xâm nhập ấy, thấy có nhiều vùng cơ tim bị nguy cơ thiếu máu. Rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta nếu chúng ta can thiệp thì cái khả năng thành công cao, nguy cơ bệnh tật và tử vong chấp nhận được, tức là chúng ta làm được bệnh nhân sống và đỡ đi, chúng ta thấy được cái tiên lượng như vậy thì chúng ta làm.
Thế và bệnh nhân thì muốn can thiệp mặc dù đã cắt nghĩa cái nguy cơ thủ thuật rồi mà bệnh nhân cứ nguyện vọng được can thiệp. Bệnh nhân sắp tới sẽ phải đi công tác, sẽ phải đi trèo núi, sẽ phải đi làm những cái ở vùng xa xôi mà không có điều kiện, thì người ta muốn làm thì chúng ta có thể xem xét đấy để tái lưu thông động mạch vành cho bệnh nhân. Người ta thấy rằng là chống chỉ định tái lưu thông động mạch vành khi mà tổn thương một hai nhánh động mạch vành không ở phần gần liên thất trước, ít hay không có triệu chứng cơ năng mà chưa có điều trị nội khoa đầy đủ, hoặc cái số vùng thiếu máu cơ tim nó ít thì người ta không can thiệp, ta phải điều trị nội khoa tích cực, đúng không ạ? Thứ hai là bệnh nhân hẹp ít thôi, 5-70% thôi ở cái vùng động mạch vành bình thường trừ thân trung, phải không ạ? Thì lúc ấy chúng ta cũng không can thiệp. Hoặc là bệnh nhân hẹp ít quá, hẹp dưới 50%, đấy, hẹp 50% ở thân trung thì chúng ta làm, còn dưới 50% thì không làm. Hoặc là trong quá trình làm mà nguy cơ rất cao, nhiều cái yếu tố nguy cơ thì người ta không làm. Đây là chúng ta bắc cầu động mạch vành, phải không ạ? Chúng ta có thể bắc cầu một cầu, có thể bắc cầu hai cầu, có thể bắc cầu hình chữ gọi là nó có hai một cầu nhưng thành ra hai nhánh, phải không ạ? Đấy, chúng ta thấy rất nhiều cái kiểu bắc cầu khác nhau động mạch vành. Thế thì bắc cầu động mạch vành, phải không ạ? Người ta thấy rằng là bắc cầu động mạch vành thì là bệnh nhân thường thường người ta làm ở bệnh nhân có hẹp thân trung động mạch vành trái, hoặc là bệnh nhân mà có hẹp cái nhánh liên thất trước ở đoạn đầu, phải không ạ? Hoặc là bệnh nhân có ba nhánh động mạch vành, hoặc là những bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là phần gọi là cái phần đoạn đầu của liên thất trước, hoặc cái phần xuống của liên thất trước nhưng mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này là nó đau ngực nhiều, phải không ạ? Đấy. Hoặc là bệnh nhân đã có rối loạn chức năng thất trái thì người ta ưu tiên cho vấn đề là bắc cầu động mạch vành hơn là can thiệp động mạch vành qua da. Đây là bắc cầu động mạch vành, là nó có ý nghĩa khi mà hẹp một hai nhánh động mạch vành không ở phần gần nhưng sống sót sau đột tử hoặc nhịp nhanh thất thì người ta cũng bắc cầu nhiều hơn. Đấy là những trường hợp gọi là hẹp động vành nhưng mà nó có biến chứng nặng đấy, đúng không ạ? Hoặc là những bệnh nhân có ba nhánh động mạch vành bị tổn thương, hoặc là bệnh nhân gọi là nong hoặc bắc cầu động mạch vành ở bệnh nhân mà thiếu máu cơ tim đã được cải thiện qua thử nghiệm lâm sàng không thâm nhập và có bước chứng cứ là thiếu máu cơ tim trong quá trình sinh hoạt thì lúc ấy người ta nong hoặc bắc cầu động mạch vành. Đây, chúng ta thấy đây, bắc cầu động mạch vành thường ở những bệnh nhân có bệnh ba nhánh động mạch vành, rồi là thân trung động mạch vành, hoặc là cái bệnh mà bệnh thân trung động mạch vành, hoặc là rồi mà cái hẹp động mạch vành nó bị lan tỏa thì lúc ấy người ta bắc cầu. Thế còn nếu như mà người ta thấy là bệnh động mạch vành hai nhánh, thế rồi là chức năng thất trái bình thường, thế rồi cái cấu trúc của mạch vành đấy có thể can thiệp được thì người ta thường người ta làm PCI, đúng không ạ? Hoặc là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính mà đang nguy kịch thì người ta cũng làm PCI. Thế nhưng bây giờ cái quá trình mà làm PCI nó rất là tiến bộ rồi, cho nên là bệnh nhân có ba nhánh động mạch vành, bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái, hoặc bệnh nhân có bệnh động mạch vành, bệnh thân trung động mạch vành, người ta vẫn cứ can thiệp động mạch vành qua da được, đúng không ạ? Thế còn bệnh nhân đái tháo đường thì người ta cũng có cái xu hướng là ưu tiên cho bắc cầu động mạch vành. Thế nhưng mà bây giờ với sự tiến bộ của can thiệp mạch vành thì người ta cũng can thiệp rất nhiều ở bệnh nhân ở đái tháo đường. Đây cũng tương tự như vậy thôi. Thế tóm lại ấy, cái vấn đề chẩn đoán bệnh động mạch vành là chúng ta phải dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng, đúng không ạ? Thế cận lâm sàng là cái gì? Là điện tim, là siêu âm, là MSCT động mạch vành, là chụp động mạch vành, đúng không ạ? Thế và chúng ta thấy rằng là MSCT động mạch vành bây giờ được nâng cấp lên, và trong quá trình điều trị chúng ta phải điều trị bằng nội khoa tích cực cơ bản, và chúng ta phải chỉ tái lưu thông khi mà chúng ta đã có chỉ định. Bây giờ tôi sẽ giảm tiếp một cái bài nữa, nó cập nhật thêm một chút về cái vấn đề